Thân chào các bạn, hello everybody. Today is jackfruit. Jackfruit I bought yesterday at Asian store there. So now we'll pick it up and some more too. Thân chào các bạn. Hôm nay là mình sẽ cắt mít rồi các bạn. Đây, lần đầu tiên ở trên đất Gia Nã Đại này mà mình ăn mít đó. Là 40 năm rồi. Là mình phải ôi nè. Là đầy dầu các bạn. Mình phải qua lên trên cái da trong phần nó dính. Sát á. You put the oil in so the sharp not stick in your knife. See? Put some oil, eating oil, and some with your hand too. So you not you also that thing from. Mít nghệ chắc ở Việt Nam đêm qua chắc là mình để lên núi rồi để thích ốp rồi smell very good. Mít beautiful. And now we have to take the picture, center of the air. I think there's a small knife, but a big knife can. Hard work, eh? Hard work. I don't know, I want to eat something, you have to do something, can't you? Two more, one more for the white operator. So, yeah. I stop it here, you need a bowl, another bowl. I'll wait up here, then later we cook it. Mm.
Verstaan. Verstaan? Ja. Heel aan. Verstaan ze? Laat je de kippenvleugel houden. Houd daar maar door. Zijn het wel eens. Nou, dat was niet zo dat ik nu dit en dat niet zeg, dus dat wil ik zeggen. Mất đây nó đem qua là cái chất tự lì ra là từ chất tự lì Thank you.
số là thường các bạn là có 5 đồng à. 99 xem một pha. 99 xem một pha thì chỉ có
Mà về cứ bích mà xem. Quay em thơm như muối mứt. Em thơm như muối mứt. Em thơm như muối mứt. You smell like jackfruit. You smell like jackfruit. No? Cũng chưa ngon lắm mà khi nào cái sơ này nào vàng màu vàng sơ màu vàng mới ngon. And later on, Sandra, I save everyone, and Sandra did something wrong. I punish you. Kneel on this one, okay? Kneel on this one, okay? Did. Yeah, kneel on, okay? No. No. Kneel on this one.
Oh, this was hair. Oh, this is all hair. Nice hair. Các bạn bye, Willie. Say safe.